Chúng ta nào hôm trước chúng ta đã hoàn thành xong cái ứng dụng của MVC của cái ứng dụng đối tượng vào trong cái cây cơ sở dữ liệu, chúng ta đã xong cái hàm all trong hàm file tác dụng kia chị, xong hàm all, xong hàm file, xong hàm có mỗi hai hàm rồi à? Rồi ok thì nhắc lại tôi cái hàm all cái giải quyết tôi là SQL nào select sao from the table đúng không? Thế còn làm file bây giờ ôn này, làm file select save sao from where id bằng đúng là id đúng không? Đây là làm file. Nữ tính thấy chưa? Tại ta đọc để ra vô ý thức kiếm này thì chúng ta mới có select sao không có điều kiện, và select với điều kiện duy nhất là ID đúng không? Thế bây giờ nếu tôi muốn select những cái sản phẩm có giá và mình đi thì sao? Ví dụ ở đây chúng ta đang có giá thằng này là 1.000 đúng không? Tôi muốn tìm những cái sản phẩm có giá bằng 1.000 thì là câu lệnh gì? Select sao from table where volume bằng value đúng không? Bây giờ chúng ta cần hai cái thằng này để ta phi giá đúng không? Ngoài cái price ra chúng ta còn có name này rồi còn có owner cái gì gì đấy các thứ kiểu nữa đúng không? Ngoài cái price ra được chưa? Thì tóm lại tôi đang mong muốn là cái phần column và cái phần value này tôi cứ sử mai nó, tôi vẫn sử dụng một cái hai chấm nào đấy, tôi truyền hai tham số là column và value vào thì nó sẽ trả ra cho tôi cái kết quả tôi lấy select sao nó giá trị thứ nhất bằng giá trị thứ hai, được chưa? Giờ chúng ta làm như thế nào? Tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ có hàm như sau. Tôi comment vào đây là cái hàm này là hàm lấy ra kết quả với điều kiện custom. Được chưa? Thì tôi sẽ có hàm gì? Static hay không? Hả? Static function where. Bây giờ tôi nhận hai thằng này vào đúng không? Đây hai thằng này. Giờ nhận kiểu gì? Tôi sẽ nhận dựa vào một cái biến là arr và nó bằng một cái mạng. Đây tham số điều kiện nhận là một mạng. Sau đó tôi có cái gì? Model bằng new static. Được chưa? Chúng ta cũng lại có model trỏ đến query viewer bằng select sao from model trỏ đến gì? Table name where xong để trống đấy, chấm phẩy. Được chưa? Bây giờ tiếp theo này. If arr, if cao của arr bằng 2, không thì tôi để switch đi. Switch cao của arr nếu mà bằng 2, case 2, tôi thực hiện code ở đây. Tôi sẽ có code là model trỏ đến query builder cộng bằng với cái gì? String. Và đây là $arr ở phần tử thứ nhất, tức là index bằng 0, bằng với arr ở vị trí thứ hai, tức là index bằng 1. Được chưa? Còn default, tức là không rơi vào trường hợp cây 2 kia thì sẽ là va đâm ra error.
Error. Đây. Được chưa nhỉ? Bây giờ xem cái câu query nhá. Và tiến hành này. Tiến hành là return. Hết cái switch này tiến hành return ra cái model. Return nguyên cái model đấy các bạn để nó là cái gì? Cái model là cái gì? Là một câu SQL hay là một cái object hay là một cái mạng? Là cái gì? Model đấy là gì? Đúng rồi, nó là một đối tượng. Cứ thông thả, nó là đối tượng. Vì sao? Tí nữa tôi giải thích vì sao nó là đối tượng. Xong chưa? Các bạn làm xong đi rồi tôi sẽ chạy để check cho các bạn. À. Đó. À quên nhầm, tôi biết nhầm đấy. Quen tay. Switch thì chỉ thế này thôi. Xong chưa? Không chưa? Cái thằng của nợ này. Không chưa? Chưa mà còn ngồi buôn với nhau mày đang xem cái gì đấy? Hả? Bật bàn phím ảo lên. Liệt cũng phải cốt. Không chưa? Ừ. Không đai nó chạy tiếp. Được chưa? Không chưa? Test này. List. À, ở đây tôi sẽ có post 2.2. Post cũng là post hay là product không biết. Sao lại có post ở đây nhỉ? Chẳng hiểu cái post này đâu ra. Ở đây là product. Cái list kia là của lớp trước. Product này 2.2.where. Nếu mà where chúng ta truyền vào đây một cái mảng. Mảng phần tử thứ nhất là price. Phần tử thứ hai là 1000. Và tôi tiến hành là vadam để biến product ra ngoài. Và die luôn. Trước đây tôi sẽ cho một cái pre. Xem nhá, output ra gì nhá. Gì đấy? Câu này có chạy được không? Câu SQL này có chạy được không? Được sao không được? Được chưa? Nhưng mà chưa được. Thế nếu mà bây giờ tôi chạy câu lệnh này name bằng iPhone X. Đây, name nhá. Name bằng string là iPhone X. Câu này có chạy không? Câu này có chạy được không các bạn?
Chạy được không? Tôi chỉ hỏi là có chạy được không thôi. Không, chạy làm sao được? Lỗi này. Thấy không? Bởi cái này nó là tách thẳng luôn, nó không phải swing. Swing thì phải có hai cái phẩy ở đầu này. Này mới chạy được này. Được chưa? Lưu ý nhá. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để thêm được hai cái phẩy ở đầu? Base model ở cái này này, chúng ta thêm hai cái phẩy ở đầu của cái ADR này. Được chưa? Xong rồi nhỉ? Tiếp theo nếu tôi muốn just the nốt cái này, nốt cái dấu này, bởi vì trong câu SQL của tôi ngoài cái phép so sánh vòng là chúng ta có so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, between, rồi thì so sánh để gì ta, why, đúng không, khác. Bây giờ tôi muốn test từng cả cái này tính sao, làm nào? Ảo nghĩ thử ra làm cách nào để custom node cái này, có làm không hả? Có cái gì mà xem vậy nào? Đây là một cái hàm đúng không? Cái que là một cái hàm này. Trong cái hàm mình nhận một cái mảng này. Được chưa? Với cái mảng này sao nữa? Base bằng 2 chạy cái này. Bây giờ nhận 3 tham số. Liệu có custom được thành cái đấy không? Có được thành được cái dấu không? Thử nhá. Case bằng 3 thì chúng ta sẽ có cái dấu bằng này, nó chính là bằng ARR ở vị trí thứ 2, tức là số 1. Và cái value này sẽ chuyển thành ở vị trí số 3, tức là index bằng 2. Test thử nha. Name này. Like iPhone. Chạy chưa? Rồi test câu này có chạy không? Không chạy, lỗi này. Thừa một dấu phẩy. Đâu? À đây, đây. Trên đâu nữa? Đây nữa đúng không? Copy. Paste vào đây. Chạy không? chạy xong chưa? Rồi giờ làm gì biết, các bạn biết không? Xong hàm where rồi đấy. Giờ làm gì tiếp để lấy dữ liệu ra ngoài? Chúng ta để ý cho tôi này, cái hàm where này trả về cái gì? Trả về cái gì đây? Object đúng không? Object thì sao? Có thể lấy được thuộc tính của nó ra này, có thể gọi cái gì, hành động của nó ra này, đúng không? Bây giờ tôi viết thêm cái này, public function get, tôi sẽ có như sau. Đây, stmt stmt bằng this trở đến connect, prepare trở đến this trở đến query builder, được chưa? Và get class this trả về rs. Và bây giờ tôi tiến hành như sau. Trỏ đến get đóng mở ngoặc. Được chưa? Vẫn nằm trên một dòng. Vẫn nằm trên một dòng, cú pháp của chúng ta cực kỳ ngắn gọn. Custom được câu select luôn. Đây là hàm get. Dạ, có hiểu cái sao đây là this không? Bởi vì hàm get thì chúng ta có phải là hàm select không? Không phải làm gì đấy, nó sẽ là lấy được cái thuộc tính connect của đối tượng của chúng ta vừa tạo ra, lấy được
câu query builder của chúng ta vừa mới xây dựng ở hàng web. Sau đó nó execute và lấy ra cái model của thằng this chính nó lấy ra ngoài. Nó thuộc lớp nào nó sẽ ép kiểu sang cái lớp đấy. Được chưa? Bạn biết rồi đấy. Đây là logic xây dựng ra cái query builder. Kéo đi. Product á, đây không? Index. Đẩy code lên nhá. Cho một khoảng thời gian để xem chúng ta có câu hỏi nào không. Đẩy code lên rồi đấy các bạn. Sao không dò thế nhỉ?
Code lên GitHub rồi còn gì nữa, xem cái gì. Tôi đang cố gắng share wifi thông qua cái Bluetooth, không biết có được không? Nó có vẻ nhanh hơn tí. Xong chưa? Có vấn đề gì không? Cần thắc mắc đoạn nào? Biết vì sao tôi cố tình tôi xây dựng cái hàm que bằng static không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được bằng hàm thường đúng không? Và cũng hoàn toàn có thể là thực hiện câu query trả ra luôn đúng không? Thế tại sao tôi phải return the model? Cần những cái hàm get để lấy dữ liệu. Thế vì sao? Trong một câu lệnh select, chúng ta không chỉ có quen một điều kiện, sau này chúng ta còn add nhiều điều kiện khác, on nhiều điều kiện khác, cho nên tôi sẽ return ra cái model này để tạo cái điều kiện cho sau này khi tôi muốn nối tiếp vào câu query đòi lại thêm cái điều kiện khác thì tôi hoàn toàn có thể nối lại. Đó là tôi cần lấy làm tôi chọn điều kiện, được chưa? Đấy là code mở. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Đây là câu lệnh where này. Bây giờ tôi thêm như này nữa. Tôi muốn where đây, thêm vài cái dữ liệu ở đây nhá. Product này tôi thêm dữ liệu này. Đây là Samsung S8, cũng là $1,000, cũng một quả thận. Created by 2. Đây là Samsung. Ở đây là Oppo. Oppo F1. Đây là 800. Ở đây là 500 đi. Nên nửa quả thật. Đây là do user 2. Rồi thì có điện thoại gì nữa nhỉ? Huawei. Huawei viết như nào nhỉ? Đây đúng không? Huawei là $600 test 1. Rồi thì Nokia S, Nokia 6 đúng không? $1,200, hơn một quả thận. Này do người dùng 1. Đây lấy ra. Bây giờ tôi muốn tìm những cái sản phẩm có created by bằng 1 và giá lớn hơn 1,000, lớn hơn bằng 1,000. Thì câu lệnh của tôi sẽ là gì? Select sound from table where created by bằng 1 and price lớn hơn hoặc bằng 1,000. Đúng không? Rồi bây giờ tiếp câu and where. Tôi sẽ là như thế này. Tạm thời comment này vào nhá. Trỏ đến and where. Đây là đây là created by. Phép bằng là tôi không cần cái này đúng không? Bằng 1. And where price lớn hơn hoặc bằng 1,000. Cái hàm này viết như thế nào?
Hả? Hàm này viết gì nào? And where price lớn hơn 1.000. Hàm này viết như nào? Đấy. Hàm này có phải hàm static không? Xem lại đi, có phải hàm static không? Có phải không? Ô, không biết hàm static à? Ờ, không phải hàm static. Cho nên chúng ta đã có sẵn query builder đúng không? Rồi, bây giờ coi. Chúng ta console học phải nhập và đâm ra đây cái biến this trở đến query builder bài đây. Được chưa? Đây câu lệnh cũ này. Tiếp tục này. Đã có câu lệnh cũ rồi, bây giờ chúng ta đến với câu lệnh nối. $this chấm trở đến query builder nó sẽ cộng bằng với and gì nữa, lại switch case cái này, được chưa? Bây giờ chúng ta test. Ồ, lỗi rồi, model ở đây là hàm bình thường cho nên chúng ta không có cái biến model này, chúng ta có this. Được chưa? And price lớn hơn hoặc bằng 1.000. Và bây giờ lấy ra lại sao? Lại trỏ đến get. Muốn lấy ra thì lại xóa cái dấu này đi và trỏ đến get tiếp để lấy ra. Đúng hai cái không? Xong chưa? Thế câu lệnh O thì như nào? Câu lệnh O là sao? Em cái này và O O giá à, O có O trong tên có chữ Nokia. Làm nào? Thêm một phát nữa vào đây. O where là mạng này. Name like Nokia. Đúng không? Cái gì đây? Thì ở trong này chúng ta duplicate cái hàm and where lên. Duplicate cái hàm and where lên, sửa lành chữ O. Và ở đây chúng ta sửa chữ and lành chữ O. Xong, hết phim. Sẽ lòi cho thêm thằng Nokia. Ủa, không có hả? Không có nhỉ? Và đàm this trở đến query builder name like à đúng rồi phải %%. Không có luôn. Sao lại bậy vậy nhỉ?
Để tôi check lại cái câu query nhá, xem nó có chạy được thật không nhá. Tại mưa to rồi. Copy này. Cũng đúng cho hai cái đúng không? Ở đây ra Nokia 6 đây. Đúng mà. Đúng rồi, nó ra đúng rồi đấy. Nó vẫn ra đúng mà. Đẩy cốt lên nha. Bây giờ các bạn làm thêm cho tôi cái phần này để luyện tập này. Để luyện tập vận dụng nhá. Nào nào. Thêm cho tôi một trang nữa. Một trang nữa là usersc.php. Ở trong này yêu cầu như sau. Hiển thị tất cả các tất cả người dùng và số sản phẩm họ sở hữu. Số lượng. Số lượng. Vào đi, ai làm xong sớm cộng điểm cho bài lát 3. Một thằng ra một không đi cùng đi vào, hai thằng mày ra đấy tranh thủ thông nhau à?
đấy, giờ ông đi đâu đi đi, hay là dỗi rồi, nó đi hộ luôn rồi. Làm đi, bài thi sẽ là thi những cái này đấy. Tôi cho sẵn lớp base model, cứ thế mà dùng mà làm thôi. Còn không làm được thì dẹp, khỏi thi cử gì cả. Bài thi cho sẵn một cái base model, một cái khung MVC, sau đó cứ thế mà làm, mà đắp vào đấy thôi. Không nhịn được. Thank you.
Sẽ được internet qua Bluetooth. Dùng thẻ kết. Thank you.
Xong chưa? Chữa nha. Với như này thì không thi đâu. User này thì mình sẽ có require one. Cái file model sửa user.php. Sau đó tiến hành là cái $list user bằng user 2.2.own đúng không? Xong ở dưới này chúng ta sẽ có một cái table bao gồm ID của user này, có email nhỉ, email, name, password, name, email và password. Không, tôi không hiển thị password để chống lại. Ở trong này chúng ta sẽ tiến hành for each, tiến hành for each. Cái gì mà for x and for x này trời. Viết list user s user su. Và ở trong này chúng ta sẽ tiến hành là hiển thị cái tr data ra. PHP echo cái u trỏ đến ID này, duplicate lên u trỏ đến name này, u trỏ đến email này. Sửa cái gì nhỉ, user sc chấm php được chưa? Bây giờ lấy ra số phần tử nữa đúng không, lấy ra số sản phẩm đúng không? Thì đây các cái u này của chúng ta đều là các cái user đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Vào user này. Tạo ra một public function get total product. Get count product. Thì mình sẽ có gì? Product bằng require one cái product.php. product nó sẽ bằng là product 2.2.where cái gì nhỉ, created by bằng với this trỏ đến id và lấy ra get, cuối cùng là return cao của cái product. Xong, và chúng ta sẽ hiển thị cái này. Duplicate lên. 4 2. Xong chưa? Ở trên chúng ta viết là total product. Đấy, có thế rồi. Nhàn tênh. Làm đi. Đẩy cốt lên nha.
Xong chưa? Buồn nhiều quá. Nghĩ cách làm bài đi. Mỗi một cái U này là một đối tượng ở trong PHP này. Mỗi một cái U này là một cái đối tượng của thằng user. Cho nên nó hoàn toàn có được phép gọi đến cái hành động getCowProduct của chính nó. Có ích này chỉ là cách viết khác thôi mà. Được chưa nhỉ? Rồi giờ chúng ta sẽ đến với cái hàm tiếp theo ở trong cái hướng đối tượng này, và để buổi sau chúng ta có cái để luyện tập. Đó, ngoài cái hàm get ra chúng ta có hàm first thì nó vẫn cứ là lấy ra bình thường, nhưng chúng ta không return RS mà chúng ta tiến hành kiểm tra if cái RS, if cái cao của RS mà lớn hơn 0 thì chúng ta return RS ở vị trí số 0, còn L thì chúng ta return null. Cái hàm first này là lấy ra giá trị đầu tiên của một câu select. Lấy ra giá trị đầu tiên. Bây giờ nó giống như thằng get thôi, nhưng mà nó chỉ cái thằng này nó trả ra một cái object, còn thằng get thì trả ra một cái mạng array. Nếu không có giá trị nào thỏa mãn thì nó trả ra null. Thế thôi, còn ở cái get này thì sẽ trả ra là mảng rỗng. Tiếp theo, chúng ta đã lấy ra được và where các thiệp thứ kiểu này. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái hàm là hàm insert public function insert. Câu lệnh insert là như nào nhỉ? Insert into table. Gì đó? Các cột what right value mà các giá trị tương ứng, đúng như này không? Giờ xây dựng cái câu insert thì chúng ta có gì, làm sao để xây viết ra được các tên cột ở đây, sao biết được? Rồi ý này, ví dụ chúng ta insert dữ liệu vào trong bảng user nhé. Chúng ta sẽ có một cái public column bằng name này, email này, password này.
Và có cái gì nữa không nhỉ? Hết chưa? Email name password. Đấy nhỉ? Ở trong cái hàm này chúng ta xây dựng câu query như sau. Model, quên nhầm this, trỏ đến query builder bằng insert into dollar this, trỏ đến table name, đóng mở ngoặc cái gì, đóng mở ngoặc các cột đúng không? Là chúng ta sẽ có như sau, đóng cái này vào, đóng cái này vào. Được chưa nhỉ? Kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta xem này. For x cái biến this trỏ đến column s value s col. Được chưa? S col. Chúng ta sẽ có dollar this trỏ đến query builder cộng bằng với cái gì? Với cái biến col phẩy cách. Giờ bây giờ chúng ta coi câu query của chúng ta là gì. Vadam this trỏ đến query builder die. Được chưa? Chúng ta có như sau này. Cái user chúng ta vẫn là cái user lấy ra phần tử đầu tiên. $u user bằng list user ở phần tử số 0 trỏ đến insert. Được chưa? Đúng chưa? Sinh ra câu lệnh là insert into user mở bằng lên email password đúng bằng các câu đúng vào. Được rồi sao? Nó đang dư cái này này, các bạn để ý này, đang dư cái này này. Đấy, thấy không? Giờ chúng ta phải sau cái vòng for x kia chúng ta phải loại bỏ nó đi. Loại bỏ cái dấu này đi. Chúng ta có gì? Retrieve dollar this trỏ đến query builder bằng retrieve của cái this trỏ đến query builder phẩy, ký tự là phẩy cách. Sau đó cộng với, bây giờ chúng ta test lại. Hết chưa? Xong rồi sao? Đóng mở ngoặc rồi chúng ta có cái value này đúng không? Xong lại mở ngoặc ra. Ở dưới thì this query builder cộng bằng với cái đóng ngoặc. Như này đúng không? Ở trong thì sao? Ở trong lại for x. Ở trong lại tiến hành for x một lần nữa. This column at col query builder sẽ bằng giá trị đúng không? Value đúng không? Value thì ở đây chúng ta có cái phẩy này nhá. Nhớ có cái phẩy này nhá. Phẩy gì? Phẩy giá trị của cái name, giá trị của password, giá trị của email đúng không? Bây giờ làm sao để lấy cái đấy? Lấy this dollar this trỏ đến col à? Có ra không? Mày báo lỗi chắc. Đúng không? Báo lỗi chắc luôn. Thì chúng ta phải làm như thế này. Hoặc nhọn, côn. Xem nhé. Của dòng 20 this query builder sai gì nhỉ? This query builder bằng this con sai gì ta? Object class user could not be convert to string. Lỗi dòng 20. Chờ chút nha. Echo ra cái dollar this trỏ đến đóng mở ngoặc dollar col
và có một cái BR. Không được rồi. Để coi lại nào. This query builder value này bằng này. Phối cái này ra. This column add col. Thì ở đây nó sẽ thử lấy lại cái giá trị cũ nhá. Email pass name, email password này. Thì ở trong cái đối tượng của chúng ta nó đang có cái gì? Và đam this die. Cái gì đây? Column này. Rồi ok, connect này. Rồi. Email name password. Vẫn lấy được mà. Vẫn lấy được ra mà. Thế tại sao không được nhỉ? Được chưa? Hiểu cái này không? Không cần phải hiểu quá sâu đâu, chúng ta chỉ cần hiểu là cái code thì là tôi đang lấy ra từ phần trong cái đối tượng chúng ta hiểu đấy. Và bây giờ chúng ta cũng rstream như lúc nãy. Và bây giờ chúng ta có cái giá trị như này. 1, 2, 3, 4 nó chưa đúng lắm đúng không? Đây vẫn chưa phải là string. Cho nên chúng ta sẽ phải thêm hai cái dấu phẩy ở trên đầu cho nó. Phẩy này. Cộng với này, this code này. Xong rồi cộng với dấu phẩy trong này nữa. Được chưa? Thì nó mới đúng. Và bây giờ chúng ta chỉ việc execute thôi đúng không? Sau khi câu query builder xong, chúng ta chỉ đơn giản là execute thôi. Chúng ta sẽ có là đi copy lại cái câu của thằng get này. STMT bằng this connect prepare this query builder execute và return true. Thế đã. Còn nếu mà không execute thành công thì fail đúng không? Nó báo lỗi ngay. Chúng ta sẽ có cái gì ở user này? Trước khi on, chúng ta lưu ý là trước khi on tôi tiến hành là user bằng new user trỏ đến email bằng thiệnth32a@gmail.com user trỏ đến name bằng Trần Hữu Thiện user trỏ đến password bằng test something và tiến hành user trỏ đến
Insert. Đóng mở ngoặc. Sau đó chúng ta sẽ ôn ra. Bây giờ xem. Được chưa? Đúng không? Khi mà chúng ta có cái hàm insert, chúng ta thêm dữ liệu cực kỳ nhanh. Cứ gán thôi, new và gán giá trị thì là xong. Như này, đây là cái câu lệnh tạo mới của chúng ta. Chọn đến một cái hàm nằm trong đấy. Trong cái hàm này chúng ta đã thực hiện câu build ra cái câu lệnh SQL là query builder để insert into dữ liệu vào trong đấy. Hả? Thiếu gì? Thiếu một cái móc đơn đấy. Đúng rồi. Nếu mà không có cái này thì không làm được. Không có cái này đơn giản là không làm được. Đúng không? Hả? Gì? Tôi làm form nhé. Đây tôi sẽ làm form cho chúng ta xem. User này, tôi comment cái mới này vào. Ở đây ngoài tutor product ra, tôi duplicate thêm một cái nữa và tôi nhét cái thẻ A vào đây. Href bằng s trừ user.php s xong. Chúng ta sẽ có thêm cái này vào new file bằng s trừ user .php. Trong này chúng ta có code HTML. Ở đây chúng ta sẽ có một cái form action là bằng save user.php. Có method bằng post. Không có UTF-8, UTF-9 gì cả. Bỏ đi. Và trong này chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần tử. Ví dụ như cái đây là input time bằng text, name bằng name, placeholder là username, duplicate thằng này lên. Chúng ta có input type bằng email, name bằng email, password là user email, input type bằng mà password, name bằng password, placeholder là password. Xong. Và chúng ta sẽ có cái button submit thôi. Save. Add này. Là giao diện đúng không? Bây giờ save lên thì nó sẽ sang cái trang nào? Sang trang là save user.php để xử lý đúng không? Tạo file ra. Ở trong này chúng ta sẽ xử lý. Thứ nhất là cứ require cái thằng user đã. Tiến hành lấy ra name bằng đô la gạch dưới gì? Post. Name. Đây là email. Đây là password đúng không? Xong. Chúng ta sẽ có biến user bằng new. Đi copy từ bên này sang đi cho nó nhanh. User bằng new user, email bằng cái giá trị của cái biến email kia, name bằng giá trị của biến, name, password bằng md5 của cái biến password và insert. Sau khi insert xong chúng ta header location về index.php. xong. Giờ tạo tài khoản.
Đây là Nguyễn Giáp, Nguyễn Văn Giáp, Giáp Nguyễn chấm Giáp chấm Nguyễn a còng gmail.com. Pass là 123456. Quá, tôi đang làm gì đấy? À, đưa về user, xin lỗi các bạn. Được chưa? Khi mà chúng ta đã có model và làm model nó khoa học, chúng ta làm việc gì cũng dễ. Mấy nữa tôi sẽ còn loại bỏ luôn cho các bạn cả mấy thằng này đi cơ. Bỏ luôn. Biết bỏ cái nào? Thử nhá. New user rồi đúng không? Lại viết trong base model. Chúng ta tiếp theo có hàm là public function fin. Fin. Chúng ta sẽ có this. Nhầm. For each của cái this trở đến column s col s col. Chúng ta sẽ có như sau: if this trở đến đóng mở ngoặc col khác null trước đấy là phải iset cái this trở đến col và khác null thì chúng ta sẽ có là this trở đến col this trở đến đô la col. Từ từ chờ tí nhá. This col kia là name. Ở đây, đây. This trở đến đô la côn. Chờ tí nha, để tôi nghĩ đã. This trở đến đô la côn, để tôi echo ra. Chờ tí nhá. Chúng ta sẽ có cái ARR này. Compact. Đây. Chúng ta có cái biến ARR bằng compact của cái biến name này. Email này. Password này. Sau đó fin new user sẽ bằng user trở đến fin, truyền cái này vào và ở trong cái hàm fin này chúng ta sẽ xử lý như sau này. Đây là biến ARR thì sẽ bằng, chúng ta sẽ có là $this trở đến đóng mở ngoặc $col. Nó sẽ bằng ARR ở vị trí, ở cái giá trị của đô la con luôn. Và return this. Rồi chúng ta xem nhá, output ra cái gì nhá. Unexpected đô la con ở dòng số 10. Đây là S. Rồi, S mới này. Phí Văn Chí. Chí TV a@gmail.com 0987654321. User column. Đây viết sai chính tả.
Được chưa? Column bằng cái này này. Table name user column bằng 3. Name, email, password. Ủa sao không được? Hả? Thôi rồi, để tôi về tôi sửa lại cái hàm này rồi tôi đưa cho các bạn nhé. Rồi tạm thời comment cái này Ctrl Z lại rồi. Để này còn dễ hiểu hơn, chứ để phim kia nó tiện nhưng mà nó khó hiểu lắm. Thì cứ thông thả đã. Rồi. Được chưa? Đấy là hàm insert. Thì giải thích lại cái hàm insert một chút này. Trong hàm insert thì đầu tiên chúng ta xây dựng cái query builder bằng insert into tên bảng đóng mở ngoặc này. Đây là tên các cột. Được chưa? Đây là tên các cột. Sau đó chúng ta tiến hành là đưa các tên cột vào đây. Là name này, email này, password này. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ có cái query builder xóa cái dấu chấm và phẩy. Phẩy và cách ở cuối đi. Tiếp theo cộng với đóng ngoặc này, đóng ngoặc của cái tên cột này, value mở ngoặc của giá trị này. Tiếp theo lại for x cái column ở trong đấy. Tiến hành cộng với các cái giá trị tương ứng của đối tượng mang xuống và cộng với chấm phẩy, cuối cùng cũng bỏ cái chấm cái phẩy và cái cách đi. Đóng ngoặc và prepare câu này vào miếng connect. Tiến hành execute và trả về. Cái này nó khá là phức tạp nên tôi không cần các bạn hiểu cái phần này, chỉ cần hình dung ra được khi mà sau này chúng ta insert vào đâu có lỗi ấy, nhớ ba năm vào đây, ba năm vào trước cái câu prepare này thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái câu lệnh cái SQL của chúng ta nó hình thành lên, nếu có lỗi thì lại sửa tiếp ở sau đây, được chưa? Chứ không cần các bạn phải hiểu ngay được cái này, khó lắm, cái này rất là khoai. Hả? Thế nào? Đây, column ở đây. Đây. Đúng không? Mình tự tạo ra. Thực ra ấy, mình không tạo cái này, mình cũng lấy được các cột. Cũng lấy được các cột, các giá trị của cái đối tượng luôn. Vì như này, thử nhá. Và để ý này. Ở cái base model này đúng không? Tôi tạm thời tôi viết thêm lên trên này để cho nó chạy cái code ở trên này nhá. For x cái dollar this ASCII value. Đây ASCII value nhá, các bạn coi này. Tôi echo ra dollar key trừ dollar value và cộng thêm một cái BR. Ra ngoài tôi die. Được chưa? Tôi vẫn là insert nhá, xem này. Đây là name. Input name. Email.input a@gmail.com 123456. Xem nhá. User này. Đây là string. String convert. Đây là param. Và đăng thì mới chính xác được. Thấy không? Ủa? Từ từ chờ tí nhá. Object of class video convert string. Bởi vì tôi có mảng cho nên là không hiển thị được cái kiểu như này. Đây, tôi lấy value thôi. Tôi sẽ lấy value thôi. Rồi, table name bằng user này, column bằng cái mảng này này, connect bằng PDO này, email bằng email chưa, email nhập lên chưa, name bằng cái name nhập lên này, password bằng cái password đã được mã hóa này. Đấy được không? Chúng ta không cần phải cái column kia cũng được, nhưng mà nếu mà viết này các bạn chẳng hiểu gì cả. Viết kiểu kia nó đã khó hiểu rồi cơ, nữa là viết kiểu này thì thôi, tịt luôn.
Tôi hoàn toàn có thể viết được bằng kiểu này và tôi đã từng viết rồi. Nhưng mà nếu mà viết kiểu này thì thôi các bạn nghỉ chơi. Chẳng hiểu gì. Viết kiểu này đã thấy khoai rồi này. Dựa vào cái column còn lần sờ được. Và viết kiểu kia thì không có cái cơ sở nào để mò đến nó thì chắc là chết. Được chưa? Thì chúng ta sẽ ở mỗi một cái đối tượng kế thừa thằng base model này thì chúng ta phải định nghĩa ra các cái column, những cái để giúp chúng ta hình thành nên câu insert và update. Thì những cái view nào các bạn cần phải gán giá trị để hình thành cái câu insert update thì các bạn nhét vào đây. Được chưa? Vậy thôi. Tôi sẽ đẩy cái này lên. Buổi sau chúng ta thực hành nhiều hơn và về nhà các bạn cố gắng hoàn thiện cho tôi cái hàm update. Nếu bạn nào Hà làm được hàm update thì cộng thêm điểm vào assignment 1. Hàm update. Mày ở đấy mà tương tự. Cứ thử đi đã. Phần này về mà không đọc thì không hiểu đâu đấy nhá. Nên là liệu liệu mà học vào.